Hi, xin chào các bạn. Lâu rồi mình mới làm video lại nè. Do mình bận dọn nhà, chuyển nhà đó, cho nên không có thời gian quay phim với lại sửa phim. Hôm nay thì mình đã dọn về nhà mới ở và mình đã trang trí lại căn nhà cũ này để cho thuê. Thì mình sẽ quay phim cận cảnh cái căn nhà cũ mình ở trước đây cho các bạn xem ha. Trước đây thì mình chưa có bao giờ quay cái căn nhà này, mọi ngóc ngách của căn nhà này hết á. Bây giờ thì mình mời các bạn đi tham quan nhà của mình nha. Bây giờ mình đi về nhà. Đi vô đi. Để mình quay cái nhà cũ của mình cho các bạn xem nha. Để mình phải mở cái này là cái alarm. Mở cái alarm cái. Đây là lần đầu tiên mình quay cận cảnh cái ngôi nhà của mình, nhà cũ của mình ha. Thì cái này là ngoài cửa vô. Có cái ghế này để mình ngồi đó, mình mở dài ra. Thì vô rồi phía bên tay phải, vừa vô cửa thì bên tay phải á, ở dưới đất, dưới tầng trệt thì có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì ngày xưa bà ngoại ngủ ở đây. Trong mỗi phòng ngủ á, thì có cái tủ quần áo. Tủ quần áo này mình có thể đi vào được ha. Tủ quần áo giống như là cái phòng nhỏ vậy đó, xây sẵn vậy chứ không có phải là cái tủ rời. Đây đó, cái phòng thì nó cũng nhỏ thôi, hai người ngủ được. Rồi đó, đối diện là cái nhà vệ sinh, có phòng tắm luôn, phòng tắm đứng. Cứ chung hết ha, cái này mình đóng lại. Rồi thì khi mà đi vô trong nhà đó ha, thì đây là cái góc cạnh của khi vô trong nhà là nhìn thấy vậy. Còn phía bên đây á, là đi lên trên lầu. Đó. Mình vô trong nhà thì đây là một cái phòng này là cái phòng khách, hoặc là mình có thể làm cái phòng để cái bàn ăn cũng được. Hồi trước mình để cái bàn ăn là làm cái formal dining. Bây giờ thì mình để nó làm cái phòng khách. Còn đây là cũng là một cái phòng khách nữa. Mình mở đèn lên cho nó sáng. Đây là một cái phòng khách có cái tivi, còn ở đó là cái lò sưởi. Có lò sưởi mà thực sự ít khi nào xài lắm các bạn. Không biết nãy giờ mình nói chuyện nhỏ quá, không biết có nghe rõ không ha. Lâu rồi mình mới quay phim lại đó, do bận quá. Đây là nhà bếp ha. Nhà bếp cũng vừa thôi, không có lớn cũng không có nhỏ, và đây là cái bàn ăn thường ngày của gia đình. Đây nhà bếp. Trong nhà bếp thì căn bản là có tủ lạnh, microwave, lò nướng với lại bếp máy rửa chén. Còn cái trên đó là cái lò nướng nhỏ để nhiều khi mình nướng bánh mì ít đó thì mình để vô, không có cần bỏ trong cái lò nướng lớn, nó hao tiện. Rồi đây là cái chỗ pha cà phê. Và tủ thì có rất là nhiều tủ. Có nhiều tủ vậy mà sau cũng để đầy nhóc hết trơn rồi các bạn. Biết đồ gì mua riết rồi chắc riết đầy nhà hết trơn. Nhà có nhiều đồ mà không có tiền thôi. Đây là cái tủ để đồ khô. Để đồ khô hay là mấy cái đồ ăn vặt cho cả nhà, đồ ăn vặt, đồ ăn chơi rồi đó. Thì cái size này thì cũng ok thôi, thì cái này cũng đi vô trong đây được luôn đó.
Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu. Đây là đi ra cửa trước ha. Đây cửa trước của nhà mình thì hồi lúc trước á, là nó có cái hàng cây á. Cái hàng cây đó là mùa thu là nó đổi lá. Hai bên đường á, là nó đổi lá, nó đổi sang màu đỏ rất là đẹp. Mà bây giờ mùa đông thì nó rụng chùi lủi hết rồi. Bây giờ là trời đang mưa. Ở đây mưa vào mùa đông đó các bạn. Mưa nó lạnh dữ lắm. Bây giờ mình đi lên lầu. Lên lầu cho các bạn xem nha. Hôm nay là lần đầu tiên mình quay cận cảnh cái nhà của mình ở luôn. Thật sự từ hồi trước giờ là video thì mình chưa có quay bao giờ hết trơn á. Đây là lên đây thì có cái phòng làm việc. Bước lên trên là có phòng làm việc ha. Rồi có cái máy chạy xe đạp trong cái phòng làm việc. Vậy thôi. Thì và sau đó là cái này là cái nhà vệ sinh. Thì nhà mình là có 4 phòng ngủ với lại 3 cái nhà vệ sinh. Thì mỗi nhà vệ sinh thì đều có phòng tắm hết. Ở đây thì có cái bồn tắm. Rồi bên đây á, là cái phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ thì có máy giặt với lại máy sấy ha. Giặt rồi sấy khô luôn. Và đây là một cái phòng ngủ. Ở trên lầu thì mình có 3 phòng ngủ. Đó. Đồ giặt để có 3 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ đều có cái tủ quần áo đi vô được hết. Đây là cái tủ quần áo phía bên đây nè. Và bên đây là một phòng nữa, có 2 cái giường. 2 cái giường cho 2 anh em ngủ, mỗi đứa một cái. Rồi thì trong đây là tủ quần áo đi vô luôn nè các bạn. Thì phòng nào cũng có tủ quần áo đi vô vậy hết á. Chứ không có phải có tủ rời rồi mình giờ tới giờ lui hoài. Ngay chỗ này đúng ra là hồi lúc trước xây mua nhà mình nên đặt người ta làm luôn cái kệ ở đây luôn. Mà không có làm cho nên giờ trống. Mà bây giờ cũng không có tiền để làm nữa. Rồi đây là cái phòng ngủ chính. Thì cái phòng ngủ chính là cái phòng ngủ lớn nhất. Đây ngược lại thì có cái tivi. Bây giờ trời âm u chắc có lẽ quay phim không có được đẹp lắm. Mẹ trên lầu nè. Và đây là phòng ngủ chính. Nó phòng ngủ. Cái này là cái phòng tắm của cái master bathroom. Cái master bathroom rồi. Thì cái này thì có một cái phòng tắm nằm. Bồn tắm nằm này cũng lớn lắm cho 2 người á. Và một cái bồn tắm đứng. Và trong đây là cái toilet. Cái gì Brayden? Rồi cái tủ quần áo rất là lớn. Thì cái master bedroom á, thì cái gì đi kèm nó cũng lớn hơn hết. Đây là ở đây là giống như là một cái phòng luôn á. Nếu vẫn có thể làm để được cái niệm ở trong đây ngủ luôn á. Nó lớn gì á. Cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh B&K's Family. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.